có nhiều mạch nhưng mà nó sẽ lỗi một mạch, chúng ta sẽ khóa như vậy. Đấy, thì cái thao tác khóa nó đơn giản vậy thôi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn về chiller. Đấy, thì một trong những cái vấn đề mà vận hành thi thoảng anh em gặp phải đó chính là khi chúng ta gặp các cái lỗi mà xảy ra trên một mạch chẳng hạn, ví dụ như là một con chiller như này, nó có 3 mạch hay là 4 mạch hay là 1-2 mạch gì đó. Thì thông thường chiller nó có nhiều mạch các bạn ấy. Thì có những con to thì nó 4 mạch, con bé thì nó có 1-2 mạch. Đấy, thì như con này có 2 mạch. Thế thì khi mà chúng ta vận hành đấy, mà chúng ta lại có một cái lỗi ở trên một cái mạch nào đó, ví dụ như con này. Đối với cái dòng chiller này ấy, thì các bạn biết là khi mà nó xuất hiện một cái lỗi thì nó có những cái lỗi nó có thể cho chiller chạy, và nó cũng có những cái lỗi là chiller nó sẽ không chạy được. Và khi mà gặp phải các cái lỗi mà nó vẫn cho chiller chạy nhưng mà nó sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta để chạy, ví dụ như là cái sensor nó báo sai, hoặc là một số các cái lỗi như là nó thiếu ga chẳng hạn, hay là nó dầu nó thiếu chẳng hạn. Khi mà để chạy như vậy nó có thể nguy hiểm đến máy nén, thì chúng ta phải khóa cái mạch đó lại chờ sửa chữa. Trong cái thời gian chờ sửa chữa thì các bạn sẽ khóa các cái mạch đó lại, thì các cái mạch khi mà lỗi như vậy không chạy như vậy khóa, vậy thì chúng ta sẽ khóa như thế nào đó. Thì đầu tiên nhá, các bạn phải vào kiểm tra xem cái lỗi nó ở mạch nào. Ví dụ như các bạn ở đây vào alarm đúng không, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo cái lỗi là evaporator liquid level sensor CKT2, tức là cái CKT2 này nhá, đó chính là cái mạch số 2 các bạn nhá. Mạch số 2 thì bây giờ chúng ta sẽ khóa cái mạch số 2 này lại để cho cái chiller nó không chạy, ít nhất là đến khi sửa chữa. Vậy thì để mà khóa thì các bạn vào, chú ý là các bạn vào đây nhá, vào cái mũi tên bên này. Các bạn nhấn vào mũi tên bên này để sang cái mục setpoint nhá. Thì các bạn chọn vào cái setpoint này. Đấy, các bạn chọn setpoint. Sau khi chọn setpoint rồi thì các bạn sẽ dùng cái mũi tên này, nhấn vào cái mũi tên xuống này. Đó, ấn một lần. Vẫn chưa thấy đâu thì các bạn nhấn thêm một lần nữa để sang cái trang thứ hai. Đó, và ở cái trang này thì các bạn nhìn thấy là ở cái mạch số 2 đây, cái front panel CKT2 lock out thì nó đã lock out rồi, tức là với con này thì nó đã khóa rồi. Tuy nhiên thì cái thao tác khóa của nó thì các bạn nhấn vào đó nhé, nhấn vào đây. Thì khi mà các bạn chọn đúng cái mạch mà nó đang xảy ra lỗi thì các bạn nhấn vào đó và chọn lock out nhé, thì lúc này cái mạch nó đã được khóa lại và nó sẽ không chạy cái mạch này nữa, thì nó chỉ chạy một cái mạch khác thôi. Bởi vì là một con chiller thì nó có thể có nhiều mạch, nó có thể có một mạch, có thể có hai mạch, có thể có 3-4 mạch. Thì các bạn sẽ khóa những cái mạch lỗi lại để cho cái mạch còn lại nó sẽ chạy được. Đấy, thì sau khi mà khóa xong thì các bạn nhấn vào back thôi để quay trở lại. Đó, thế thì nếu mà chúng ta sẽ xử lý xong, sửa chữa xong rồi thì các bạn lại chọn các cái thao tác tương tự như ban đầu nhé. Nhưng mà thay vì chúng ta sẽ nhấn vào lock out thì chúng ta nhấn vào not lock out, thì lúc này cái mạch nó lại trở lại trạng thái bình thường. Đó, thì khi nó trở lại trạng thái bình thường rồi thì nó sẽ hoạt động bình thường thôi. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ khóa một cái mạch lại không cho chạy, các bạn chú ý nhé. Khóa một cái mạch ga nhé các bạn nhé, thì nó tương đương với cả một cái mạch điều khiển ở trên cái dòng chiller RTAC. Như con này thì 170D, nó sử dụng màn hình JCCH530. Đấy, sau khi mà khóa xong rồi thì các bạn trở về bình thường thôi, trở về kiểm tra các cái thông số bình thường như này, và kiểm tra tất cả các tham số của nó. Thì như con này thì
nó đang toi cả hai mạch rồi. Đây các bạn thấy ga rời các thứ nó hết rồi, con này đang chờ sửa chữa đấy. Thì mình sẽ khóa nó lại. Đây các bạn thấy đấy, mạch kia nó mạch một tuy là nó đấy, nó vẫn cho phép, có thể cho phép chạy nhá, nhưng mà chạy một tí thì là nó sẽ báo lỗi ngay vì ga nó đang rất là thấp. Thì bây giờ mình sẽ khóa lốt cái mạch này lại đấy. Đó chính là nó vào nó lại để cho nó khỏi chạy các bạn nhé. Rồi con này nó đã khỏi chạy cả hai rồi thì cũng có thể cũng chẳng cần khóa, bởi vì chúng ta có thể tắt nó đi, tắt hẳn nó đi đấy, để cho nó khỏi chạy luôn. Nhưng mà đấy là cái thao tác mà chúng ta thực hiện ở những chiller mà có nhiều mạch nhưng mà nó sẽ lỗi một mạch, thì chúng ta sẽ khóa như vậy đấy. Thì cái thao tác khóa nó đơn giản vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.